Thống đốc, cháu chấp nhận lời thách đấu của chú. Tôi sẽ thách đấu Bill Gates, bạn tôi ở Facebook, Sheryl Sandberg và CEO nhà sáng lập của Netflix, Reed Hastings. Các vị có 24 giờ để hoặc thực hiện thử thách, hoặc phải quyên tiền cho quỹ ALS, hoặc làm cả hai việc trên. Tìm cách chữa trị ALS là một việc làm vô cùng quan trọng. Lạnh thật đó. I'm here to join the people bringing tôi ở đây để tham gia thử thách dội nước lạnh ALS này cùng mọi người nhằm giúp đỡ nâng cao nhận thức về bệnh Roth Hairick. Elon Musk, Ryan Seacrest. Thử thách trong đoạn clip này có tên Ice Bucket Challenge, tạm dịch là dội nước đá lên đầu. Người thách thức sẽ tự mình đổ một số nước đá lên người mình, sau đó thách những người khác làm giống mình. Nếu người bị thách không dám làm theo thì phải làm việc gì đó có ý nghĩa như nộp tiền cho một quỹ từ thiện chẳng hạn. Thử thách này không chừa một ai. Nếu tham gia thử thách, bạn có thể nêu tên thách đấu bất kỳ nhân vật nào. Chả vậy mà từ cựu tổng thống George Bush, tỷ phú Bill Gates, ông chủ mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg, đạo diễn phim nổi tiếng Steven Spielberg, đến những ngôi sao ca nhạc như Lady Gaga, Britney Spears và cả các cầu thủ như Ronaldo, Casillas đều đã tham gia trào lưu này. Ice Bucket Challenge đơn giản là lời thách đố, hãy dội số nước đá lạnh lên đầu, do Peter Fritz, cầu thủ bóng chày mắc phải căn bệnh ALS kêu gọi. ALS là một căn bệnh làm giảm chức năng vận động của tế bào thần kinh, thậm chí gây tê liệt. Căn bệnh nguy hiểm hiện vẫn chưa có cách chữa trị và tổ chức ALS là đơn vị nghiên cứu về bệnh này. Nhờ Peter Press, tổ chức ALS lan truyền đi thử thách dành cho những người dám chấp nhận. Đó là dùng một xô nước đá dội lên đầu cùng thông điệp ý nghĩa. Hãy hành động thiết thực để giúp đỡ những người không may bị bệnh ALS. Hành động ở đây có thể là quyên góp một khoản tiền góp vào quỹ từ thiện hoặc đổ xô nước lạnh lên đầu và kêu gọi tiếp 3 người khác chấp nhận thử thách này. Theo luật chơi phi chính thức, người bị thách đố có 24 giờ để thực hiện thách đố, nếu không sẽ phải đóng $100 cho quỹ Peter Press. Hơn một tháng qua, trào lưu thách đố này đã lan truyền chóng mặt và số tiền ủng hộ cho quỹ lên đến $23 triệu. Tại Việt Nam, trong 1-2 tuần trở lại đây, trào lưu dội nước đá lên đầu cũng đã xuất hiện trên các diễn đàn công nghệ hay một số báo điện tử. Vẫn tuân thủ cách chơi của phiên bản quốc tế, thành viên các diễn đàn thách thức nhau dội nước đá lên đầu. Nếu không, sẽ phải ủng hộ một số quỹ từ thiện như diễn đàn Tinh tế, báo điện tử Dân trí khởi xướng hay ủng hộ các quỹ từ thiện khác. Trào lưu dội nước đá lên đầu không chỉ nhằm gây quỹ từ thiện mà trở thành trò chơi được nhiều bạn trẻ ủng hộ nhằm mang lại những phút giây thư giãn cho người chơi lẫn người xem sau những giờ làm việc căng thẳng. Nhóm bạn trẻ tại cửa hàng công nghệ này tại Hà Nội đã rất thích thú khi xem những clip dội nước đá lên đầu của diễn đàn tinh tế.vn. Tò mò, thích thú, một nhân viên đã thách đấu các anh em trong công ty. Lúc mà xem, thực sự cảm giác khá kích thích. Thứ nhất là nhìn cái cảm giác dội nước lạnh lên trên người có giò, mọi người có giò nhìn thấy là hay. Là cái thứ nhất chơi thì mình cũng thật sự là rất là muốn chơi nhưng mà chưa thấy có ai thách đấu nên hôm nay là mình sẽ phải thách đấu lại một vài bạn trong công ty của mình. Mình thấy đây cũng là một trò vui cho mọi người thôi. Đấy, mang cho mọi người, nói chung mình cảm giác rất là thích thú. Độc đáo, hấp dẫn, ý nghĩa, trào lưu Ice Bucket Challenge vẫn chưa giảm nhiệt trên toàn cầu. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng việc quyên góp từ thiện phát triển theo trào lưu không tồn tại được lâu, khi trào lưu nào cũng sẽ đến hồi kết thúc. Bên cạnh đó, nhiều người lo ngại trào lưu ảnh hưởng đến sức khỏe.
so với nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ của nước đá thấp hơn nhiều. Với sức đề kháng kém thì có thể bị cảm lạnh. Nguy hiểm hơn, nước lạnh có thể khiến bạn rơi vào đột quỵ do nhiệt độ thay đổi đột ngột. Chính vì thế, theo ý kiến của các bác sĩ, nếu cơ thể không thật sự mạnh, bị bệnh liên quan đến tim mạch, các bạn không nên thử thách với trào lưu này.